Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa hoàn thành kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri An Giang đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính thời sự liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống, với mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và các cấp có thẩm quyền lắng nghe, ghi nhận và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông tin về nội dung kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, cử tri các địa phương đã kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nhiều nội dung thuộc nhiều lĩnh vực như chế độ, chính sách đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, xã, tình hình an ninh trật tự xã hội, lao động, việc làm, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số, vấn đề già hóa dân số, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, cử tri quan tâm đến 3 lĩnh vực, đó là sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực y tế và lĩnh vực giáo dục. Cụ thể, về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cử tri cho rằng hiện nay chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp quá cao, trong khi đó giá đầu ra nông sản không ổn định, tình trạng được mùa mất giá xảy ra thường xuyên, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón giả kém chất lượng bán tràn lan trên thị trường. Hiện nay tại địa phương xuất hiện tình trạng hàng cấm như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón kém chất lượng thì bán tràn lan trên thị trường. Trung ương có những biện pháp cụ thể nào để tăng cường kiểm soát và ngăn chặn tình trạng này? Các tổ chức trung gian như là hợp tác xã và các trung tâm mỹ thực gặp nhiều hạn chế về nguồn lực và cơ chế hoạt động. Thì chính phủ có cái kế hoạch gì để hỗ trợ và nâng cao vai trò của các tổ chức này trong việc kết nối giữa các bên tham gia chuỗi giá trị? Và các cái doanh nghiệp đó khi liên kết đó thì chỉ liên kết ra là tiêu thụ được một số ít trong cái số diện tích sản xuất của nông dân chúng tôi. Do đó thì chúng tôi cũng xin kính đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét trợ giá cho các cái mặt hàng nông sản của nông dân và giảm tối đa thuế giá trị gia tăng của các mặt hàng liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Quan tâm lĩnh vực y tế và giáo dục, cử tri cho rằng cần thiết rà soát lại hoạt động của hội phụ huynh học sinh cùng quy định các khoản thu tại các trường đầu năm học và bất cập lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa. Với lĩnh vực y tế, cử tri cho rằng chi phí mua bảo hiểm y tế tăng cao gây khó khăn cho người dân, nhất là đối với những hộ nghèo. Cùng với đó, việc giới hạn nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng gây nhiều khó khăn cho người dân khi khám chữa bệnh. Việc tiếp cận và sử dụng bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập, nhất là chi trả cho dịch vụ y tế cần thiết. Cử tri nhiều địa phương kiến nghị Quốc hội có ý kiến đến Bộ Y tế có biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện, nhất là đối với các bệnh nặng. Vào ngày 1 tháng 7, lương lên thì mức lương cơ sở tăng, thì cái mức đóng bảo hiểm cũng tăng. Thì tôi đề nghị là cái cho biết là phần mức tăng bảo hiểm đó thì chúng ta đã sử dụng như thế nào, nhưng mà tại sao mà mức đóng bảo hiểm tăng mà cái dịch vụ cơ sở khám chữa bệnh thì nó không được cải thiện so với trước. Đặc biệt là trong quyền bảo hiểm đi chi trả cho các dịch vụ y tế cần thiết như khi có toa thuốc của bác sĩ thì tại bệnh viện không đủ thuốc theo toa nên người bệnh phải qua quầy thuốc dịch vụ hoặc ra tiệm thuốc bên ngoài bệnh viện để mua. Như vậy thì người dân đã đóng bảo hiểm y tế rồi mà còn tốn tiền mua tiêm thuốc. Đề nghị Quốc hội có ý kiến đến Bộ Y tế cần có biện pháp nào nhằm đảm bảo quyền lợi đảm bảo y tế của người dân khi được thực hiện đầy đủ khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện, nhất là đối với các bệnh nặng và chi phí điều trị cao. Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang bày tỏ sự phấn khởi khi nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân An Giang đối với đất nước, địa phương. Theo đó, An Giang cần chú trọng phát huy thế mạnh nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới một cách thực chất, bền vững để người dân được thụ hưởng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nông nghiệp, nông thôn, nói gì thì nói thì An Giang vẫn là một cái tỉnh có đặc trưng về nông nghiệp, nông thôn. Và đến bây giờ thì vẫn là thế mạnh của tỉnh. Và chúng ta cũng thấy rằng nông nghiệp vừa qua và hiện nay cũng tiếp tục là một bệ đỡ của nền kinh tế trong những lúc khó khăn. Nông thôn mới thì cũng là điểm sáng của chúng ta. Nhưng mà tôi cũng mong rằng là nó phải thực chất hơn, nó phải nâng lên một cách thực chất đời sống, chất lượng cuộc sống của nhân dân ở các cái địa phương nông thôn mới và bền vững. Chúng ta đạt được chỉ tiêu là tốt, nhưng mà đạt được sự thực chất và tính bền vững của nông thôn mới thì càng tốt hơn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, mặc dù Trung ương đã có nhiều chiến lược và chính sách cho nông nghiệp, nhưng thực tế vẫn còn nhiều bất cập, nhất là quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương. Trung ương và Quốc hội đưa ra những chính sách mang tính chất vĩ mô, còn tổ chức triển khai thực hiện thì ở từng địa phương, trách nhiệm, năng lực điều hành tổ chức thực hiện của cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị và đặc biệt là của người dân để làm sao có những mô hình nông nghiệp phát triển bền vững. Và chúng ta cũng hy vọng rằng là giai đoạn mới thì nông nghiệp chúng ta sẽ có một cái bước phát triển mới, thì có một cái tư duy, một cách làm mới để cái hiệu quả nó cao hơn. Thực sự là bệ đỡ của nền kinh tế mà theo cái xu hướng là tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, thì đây cũng là một cái thách thức nhưng cũng là cơ hội cho cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó là có An Giang. Cùng với đó, lĩnh vực giáo dục y tế vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện về chính sách, về pháp luật và cả về cách tổ chức thực hiện phải tốt hơn, hiệu quả hơn để người dân tiếp cận được các chính sách này. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ công việc sẽ có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.